Truyền hình Việt Nam Vùng Hoa Tình Đốn xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình hôm nay chúng tôi được hân hạnh tiếp xúc với quý anh chị thuộc đại gia đình trường Trung học Võ Tánh và Nữ Trung học Nha Trang. Thưa quý vị, sau khoảng gần 6 tháng chuẩn bị, quý anh chị đã sẵn sàng để đón tiếp tất cả đại gia đình Võ Tánh và Nữ Trung học trên toàn thế giới về họp mặt hội ngộ tại Vùng Hoa Tình Đốn. Sau 6 tháng chuẩn bị, thưa anh Hùng, được biết anh Trần Mạnh Hùng là trưởng ban tổ chức, sau 6 tháng anh chia sẻ. Thì ban tổ chức 2011 được xin hân hạnh được kính chào toàn thể quý vị và cũng xin cảm ơn đài truyền hình Hoa Tình Đốn đã cho ban tổ chức 2011 có dịp để lên trình bày về cái vấn đề tổ chức năm nay. Thì trong vòng 6 tháng qua thì lúc đầu từ lúc phôi thai cho đến bây giờ thì như anh nói đã được hơn 6 tháng. Lúc đầu thì ban tổ chức rất là băn khoăn vì có nhiều vấn đề là vấn đề nhân sự và cái số mà cựu học sinh của hai trường ở vùng này thì tương đối là khiêm nhường, ít hơn mấy cái vùng khác. Và thế có sự hơi lo lắng lúc đầu, nhưng sau đó thì có được nhiều anh chị em trong vùng nghe đến và ủng hộ. Và cũng như là mấy anh chị ở xa xôi trên mấy tiểu bang khác cũng giúp đỡ rất là nhiều về mọi mặt, về vấn đề tài chánh và vấn đề tinh thần và có những ý kiến giúp đỡ nữa. Thì cho đến nay thì tương đối mọi việc thì đã đâu vào đó rồi. Thì vé bán thì đã được hơn 400 vé rồi. Thì cái sức chứa của nhà hàng thì có khoảng là 450-500 nhưng mà đã được 400 vé rồi. Thì còn một số ít để cho thân hữu ở của bạn bè và ở vùng Hoa Tình Đốn này có thể mua để tham dự chung cho vui. Rồi còn vấn đề đặt xa nó thì cũng đã đang trên đang được tiếp tục đăng in, đã gửi đi đến nhà in rồi. Thì vấn đề đặt xa thì được 582 trang. Thì đặt xa năm nay thì cái khổ cái cách thức in thì nó layout thì nó nhiều chi tiết hơn, và thế có thể nếu mà tính ra thì có thể được 650 trang theo cách thức layout bình thường, nhưng mà có thể layout mà chi tiết hơn thì được 582 trang. Còn vấn đề văn nghệ thì cũng đã được sắp xếp rồi, có ban nhạc Russian sẽ giúp chơi cho chương trình văn nghệ, và được sắp xếp thì có thể chị Tuy Lan chị nói thêm văn nghệ có những tiết mục gì, và sau đó là một về picnic thì cũng có thể là Chị Mơ thì có nói sơ về vấn đề picnic. Nhưng mà thế này, năm ngoái 2010 tổ chức tại California, ai là người mà dám cả gan mà dám đem về Vùng Hoa Tình Đốn trong cái buổi đại hội Võ Tánh này? Biết là khi về như vậy đó, là trong vấn đề mà anh Hùng vừa nói đó, nó gồm nhiều vấn đề. Ai là người hay nhóm nào tự nghe là phải nói là. Xin mời chị. Dạ thưa anh Liêm, theo như mà em biết thì em xin phép nói là do sự khuyến khích của những anh chị trong những hội ngộ kỳ trước trong ban tổ chức. Thật ra thì những anh chị em ở đây rất là ít, rất là sợ, không có dám, nhưng mà nhờ sự khuyến khích của những anh chị em, những anh chị liên trưởng ở đây và cũng như là những anh chị liên trưởng các anh chị em của hai trường cũng của ba hội ngộ của những năm trước khuyến khích, thành ra là một động lực để cho các em tỉnh lên năm nay. Cái vấn đề nữa là như thế này, thường thường khi mà đứng ra tổ chức mọi người cố gắng, nhưng mà bắt đầu gần đến ngày tổ chức á, thì thường thường những ngoại hữu có những cái khó khăn, tại vì khi làm việc như vậy là phải chia sẻ cái gánh vác rồi trách nhiệm, rồi bắt đầu có những quan tỉ. Hy vọng rằng đại gia đình Võ Tánh và Nữ Trung học đứng ra tổ chức năm nay, chúng ta chỉ còn một thời gian rất ngắn là bắt đầu đến thời điểm rồi, đến giờ này các anh chị có bị trục trặc cái gì không? Mời chị trong trà nhé, mời chị Tuyết Lan. Dạ thưa anh, thật ra tụi em cũng chỉ hơi lo lắng về cái đặc sang thôi. Còn cái phần văn nghệ thì như em thấy rất là khởi sắc. Tại vì tụi em có chủ đề rõ ràng, tức là tụi em làm về thập niên 60 để cho tất cả những người lớn nhớ lại một cái thời ngày xưa của mình. Thì tụi em dùng những loại nhạc như là nhạc trẻ, thành ra nhiều màu sắc lắm.
tụi em hy vọng là tất cả quý vị từ các nơi về sẽ không lấy làm thất vọng vì cái chương trình văn nghệ của ban tổ chức hội ngộ năm nay. Nhưng mà đặc biệt năm nay ấy, cái vấn đề mà đại gia đình Võ Thánh của chúng tôi ở đây đó, tại vì Bùi Dương Liêm cũng là đồng môn, cũng là trường mẹ của Bùi Dương Liêm, cũng là trường trung học Võ Thánh Nha Trang. May mắn là chúng tôi được đi theo ông cụ ra ngoài đó là quân đội, rồi chúng tôi ở ngoài đó được khoảng 4 năm. Vì thế là Bùi Dương Liêm tốt nghiệp xong để nhị cấp ở trường trung học Võ Thánh. Đó là lý do tại sao cũng là một cái niềm vui chung của đại gia đình anh chị Võ Thánh và Nha Trang, và cá nhân chúng tôi cũng được may mắn. Đây là lần đầu tiên chúng tôi được nhìn thấy tất cả những quý vị đồng môn. Tại vì ở Nha Trang có hai trường lớn là trường Võ Thánh và trường Nữ Trung học. Hồi đầu là một trường nhưng mà sau đó tách ra. Mà đặc biệt đã trở lại cái vấn đề mà chi tiết của nội bộ đấy đó. Bên cạnh cái vấn đề đó là chúng tôi là cơ quan truyền thông. Rồi bên đó, bên cạnh nữa là có chẳng hạn như là anh Tân ở bên báo Đời Nay. Rồi có anh Vinh, báo Song Thần. Yeah. Bên cạnh nữa có một số các anh chị chuyên nghiệp về vấn đề nhiếp ảnh, ví dụ như chị Phan Anh hay chị nghe là Đỗ Linh. Thì bây giờ các chị nói lên qua cái vấn đề tài liệu theo dõi trong 6 tháng qua, chị có thể phát biểu hay chị có một vài cái chia sẻ trong suốt một thời gian 6 tháng để chuẩn bị cho ngày hội ngộ. Thưa anh Liêm, về vấn đề nhiếp ảnh thì Linh Đỗ còn khiêm nhường lắm, nhưng mà cũng cố gắng. Những cái sinh hoạt của nhóm mỗi lần vào ngày cuối tuần chủ nhật thì Linh Đỗ cũng cầm cái máy ra để tập sự, và hy vọng rằng là những cái hình ảnh đó làm hy vọng làm cho các bạn được vui lòng, và cũng lại ghi lại những cái hình ảnh mà chúng ta những ngày sinh hoạt qua trong nhóm hội ngộ 2011. Năm nay chúng ta có những sự thân tình bởi vì những cái lần sinh hoạt là những lần được thâu vào trong ống kính và ghi lại, thì cái đó là niềm hãnh diện của Linh Đỗ, và cũng mang lại cho các bạn được một cái sự thân thiết gần gũi nhau. Hy vọng rằng là trong tương lai chúng ta sẽ còn những dịp, ngoài những cái ngày hội ngộ này ra, chúng ta còn những dịp gắn bó nhau và gặp mặt nhau và hàn huyên hay là vui với nhau những cái ngày còn lại trong cuộc đời. Dạ vâng, bên cạnh chị có chị Phan Anh nữa. Chị Phan Anh nó cũng có ống kính của chị coi. Chị Phan Anh cũng là một trong người mà có một cái ống kính rất đặc biệt, đã ghi lại rất nhiều cái tài liệu cho cái buổi. Dạ vâng, xin mời chị. Dạ, dạ thưa anh Liêm, Đỗ Linh đã nói hết rồi, những cái lần sinh hoạt trong ban tổ chức thì em cũng có chụp hình để gửi đến cho trên diễn đàn để mà xem chúng, cho mọi người xem chúng. Thì thật sự là nếu trong hình mà nếu có Đỗ Linh đó thì em chụp, hoặc là những anh khác chụp, hoặc anh Niên nữa. Hoặc là nếu mà có em trong đó thì Đỗ Linh chụp hình. Cho nên tức là phải biết phải nói chung nhau. Thì đại gia đình Võ Thánh và Nữ Trung học cái năm 2011 phải nói là chúng ta có rất nhiều tài liệu. Cái đó có thể là một trong những không phải là dễ để được tổ chức tại địa phương. Rồi bên cạnh nữa cái tinh thần như chị Cung Lan, xin mời hỏi chị Cung Lan coi. Trong cái vấn đề sinh hoạt ở đây đấy, chị có thể nên là cho một vài cái phát biểu là cái tinh thần của các anh chị cũng như là chuẩn bị cho 6 tháng vừa qua, có những giây phút thật là gay gắt, có những giây phút thật là nụ cười, nghĩa là ồn ào, nhưng mà đôi khi có những giây phút căng thẳng để chuẩn bị, xin mời chị. Dạ thưa anh, là thì Cung Lan thấy là giống như là hôm nay tụi em, như anh thấy là tụi em nè, mặc áo như là mấy anh Võ Thánh thì mặc áo thư sinh áo trắng, còn mấy chị thì mặc áo dài trắng. Thì giống như khi mà tụi em mặc cái áo dài trắng này vô á, thì em cảm tưởng như là mình trẻ lại thời trước. Và em cảm tưởng như lúc đó là em chỉ 18-19 tuổi, là trước năm 1975. Thời đó là rất dễ thương. Và trời, lúc đó thì em giấu cái bản tên, là vì không có muốn mấy anh Võ Thánh biết tên mình. Nhưng mà bây giờ thì sau cái tên mình ra. Và có nghĩa là thời đó mà đi học á, con trai học riêng rồi con gái học riêng, mỗi lần đi gặp thì e dè đâu có dám đứng như vậy đâu. Nhưng mà bây giờ thì đứng như vậy thì có nghĩa là Võ Thánh và Nữ Trung học đã có như đoàn kết. Và một cái rất là dễ thương nữa là có rất là nhiều người hỏi với em, không những là ở bên nước mình mà còn ở bên Mỹ, mà cả ngay cả ở bên Việt Nam thì mấy người còn ở lại thì cũng vẫn hỏi em là rất là ngạc nhiên. Vì Võ Thánh là Nữ Trung học á, trước đây ở miền Nam á, thì không phải là một cái trường lớn của miền Nam Việt Nam. Nhưng mà họ rất ngạc nhiên là tại sao mỗi năm chúng ta đều tổ chức hội ngộ. Và mọi người đều thắc mắc là tưởng là chúng ta hai trường này là có một cái quỹ rất là lớn. Nhưng mà thật ra đó là chỉ là công của những cái ban tổ chức
của từng chỗ, như là ở là California hoặc là ở Texas, và bây giờ là lần đầu tiên ở Washington DC. Thì em rất là tự hào là một thành viên của Nữ Trung Học và bây giờ là thành viên của Võ Tánh và Nữ Trung Học. Thì ban tổ chức này sẽ, em nghĩ là tương lai chúng ta sẽ còn họp nhau lại với nhau mãi. Có một cái điểm nữa là thế này chị Tùng ơi, thì tính là xin chị nói là tại ai có ý kiến mà gọi là đồng phục vậy? Các chị đồng phục ấy, ai có ý kiến nữa? Cái đó là cái mà phải nói là cũng là đặc biệt của đại gia đình Trung Học vậy? Chị Phan Anh. Dạ. Okay, dạ. Dạ thì tụi em sinh hoạt chung với nhau thì tụi em cũng giống nghĩ như là mình là chị em một nhà, thì những tất cả những gì cũng phải giống nhau, tụi em đoàn kết với nhau, thương yêu nhau. Và còn cái vấn đề mà nam bên nam học sinh không bao giờ các anh cứ đả động đến vấn đề đồng phục chẳng hạn. Đó, cái đó là cái có thể là một sự thiếu sót không. Bây giờ trở qua cái vấn đề tờ báo, có lẽ anh Nguyên là một trong những người mà đóng góp nhiều trong vấn đề đặc sản. Năm nay tổ chức hội ngộ tại vùng Hoa Thịnh Đốn cũng có đặc sản, anh có thể nói qua về đặc sản bên cạnh cái vấn đề chi tiết mà anh Hùng vừa nói đó. Thưa quý thính khán giả, thưa anh Liêm, thưa tất cả quý anh chị em đồng môn Võ Tánh và Nữ Trung Học, cái vấn đề mà anh Liêm vừa nêu ra đó, thì cái tờ đặc sản như là mọi năm hội ngộ nào cũng có một tờ đặc sản, thì kỳ hội ngộ năm nay 2011 chúng tôi cũng có một tờ đặc sản hội ngộ chung của Võ Tánh và Nữ Trung Học Nha Trang. Thì trưởng ban biên tập chính là anh Phạm Bá Vinh, mà anh Phạm Bá Vinh thì hôm nay để vắng mặt ở đây. Thành thử tôi là một trong những người ở trong ban biên tập. Thì vấn đề chính là chúng tôi đã làm xong hết rồi, từ bài vở, layout, hình ảnh là xong hết rồi. Bây giờ chỉ còn cái giai đoạn cuối cùng là đúc kết để mà được gửi đi nhà in để cho in kịp thôi. Thì hy vọng rằng như anh Hùng vừa nói đó, thì số trang được khoảng 600 trang. Thì hy vọng chúng ta sẽ có một cái tờ đặc sản như là những cái kỳ họp khác hội ngộ để chào đón và đón mừng tất cả những quý đồng môn về đến, như thầy cô về đây để mà có tờ đặc sản trong đây. Dạ. Bên cạnh anh, tức là bên phải anh, tức là anh Niên, một trong những người sinh trưởng ở Nha Trang, và có lẽ anh có nhiều kỷ niệm hơn nhiều người là anh đã cả một cuộc đời nghe là lớn lên và bên cạnh nghe là trường từ đại nhất cấp tới đại nhị cấp đó. Cái tinh thần của các anh chị Võ Tánh với Nữ Trung Học để chuẩn bị ngày hội ngộ cũng đây là đầu tiên các anh chị được biết nhau tại cái địa phương mình sống ấy, xin mời anh cái tinh thần chung của anh em. Thưa anh Liêm và thưa tất cả các anh chị, thì tôi sinh trưởng ở Nha Trang và tôi ra trường năm 72. Thì năm đó là năm mùa hè đỏ lửa rất là sôi động, thì tôi có rất nhiều những kỷ niệm với Nha Trang rất là nhiều. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi dự cái hội ngộ 2011 tại Washington DC. Và trước đó 2006 tôi có dự cái hội ngộ ở bên Nam Cali. Thì tôi cũng rất vô cùng phấn khởi thì anh chị em gặp mặt nhau ở đây. Tuy nhiên trong đây thì mình cũng lớn tuổi nhưng mà thấy nhiều chị thì cũng nhỏ thì rất là vui thích. Và mình muốn lại thời trẻ trung của mình lúc đó. Thì tôi mong rằng là sau cái hội ngộ này thì tất cả anh em mình đều tiếp tục cái tình cảm của ban tổ chức để giữ lại những cái kỷ niệm khi thời gian qua mình sinh hoạt với nhau. Yeah. Anh có một cái may mắn là anh trẻ nhất trong anh em, nhưng mà tóc anh bạc nhất thì sau đại hội của anh. Yeah. Xin mời anh nhuộm lại của anh tốt đây. Bây giờ thế này, anh là một trong người mà theo dõi tất cả những cuộc họp với tất cả mọi cái đó. Anh có thể chia sẻ cái tinh thần chung của, có thể đây là một hình ảnh rất là đặc biệt của đại gia đình Võ Tánh và Nữ Trung Học, và chúng mình chưa bao giờ là có cơ hội như thế này. Thì đây là một trong cơ hội mà anh đã được theo dõi từ khi bắt đầu cho đến ngày chuẩn bị chính thức chúng ta đón anh em ở trên toàn thế giới về. Xin mời anh. Dạ anh tôi, đó anh đã tránh nhất về thưa tránh, Vương Liêm, em thật sự đây là lần đầu tiên em được tham gia trong cái chương trình hội ngộ của vùng Washington DC này. Thật sự trước đó em đã biết những lần tổ chức tại California ở Texas, nhưng mà mấy tụi em không có điều kiện để đi xuống đó. Hôm nay thấy tỉnh nhà mình tổ chức thì muốn không mình cũng là một thành viên trong cái trường cũ của mình, gặp lại để mà tìm lại những cái chứng tích, những kỷ niệm mà thời thơ ấu của mình còn lại, thì đâu đâu cũng là một cái điều hạnh phúc cho anh chị em.
và mình mong rằng là sau này cái mối tình đó, cái tình cảm giữa trường trung học với Bảo Tánh nó sẽ còn mãi mãi. Trong vấn đề tổ chức, tài chính là một cái vấn đề, một cái huyết mạch và quan trọng. Đến giờ này thì cái khả quan của tài chính như thế nào? Cái đó xin lỗi anh, tại vì em nhận nhưng mà thực sự bà xã em làm. Rồi, chứ đến sao? Bà xã em, cái đó vẫn là, dạ, bà xã em cũng spend time trong vấn đề là nhận tiền từ cái check, rồi casting, rồi làm paperwork là hầu như bà xã em làm. Nhưng mà bà xã em rất là hoan hỷ để đóng góp một bàn tay trong cái trường này, kết dù quả, rằng là kết quả phấn khởi lắm anh. Hiện bây giờ rằng là hầu như là 400 cái gần 400 vé đã được bán ra, và em thấy hình như là hoàn tất hết tất cả những thủ tục này rồi, là không, giờ, gì trở ngại cả. Không có gì trở ngại hết. Tại vì trong khi mà chúng ta diễn tiến cái ngày hội ngộ đó, Tuyết Lan, chị Tuyết Lan có nói thế này: chị muốn là cái ngày hội ngộ nó trễ lại qua cái vấn đề cái tình đó. Thì bây giờ chị cứ là nói đi. Không, cái điều đó là điều đặc biệt của đại gia đình mình. Ngay tại có nhiều tổ chức, tôi xin nói là có nhiều tổ chức sau khi tổ chức xong rồi thì cái ban tổ chức đôi khi có những cái sự khó khăn và đôi khi có những cái xích mích. Tuy nhiên mình sợ cái đó lắm, và mọi nơi đều sợ cả. Tuy nhiên đại gia đình Võ Tánh và nữ trung học cho đến ngày giờ này, tất cả mọi chuyện đã bắt đầu chuẩn bị hoàn tất và chúng ta chưa đến cái độ lo sợ đó, chị mà chị dạ, là... chưa, tại vì riêng ở vùng này, em nói riêng ở vùng này thì trong lòng em lấy làm tiếc lắm, tại vì cứ sợ tới ngày rồi xong rồi mình không còn gặp nhau nữa, tại vì mỗi người phải có một công việc làm khác nhau, thành ra em cứ vừa muốn là tới cái ngày hội ngộ vì mình lo cũng mệt lắm, nhưng mà lại cũng hơi tiếc là rồi sao mình còn gặp những anh chị như thế này, tại vì những lúc mà họp nhau thì hình như ăn và nói và cười nhiều hơn là họp, nhưng mà đó là vâng chụp hình đủ thứ ấy, thành ra em chỉ cầu mong là sao đó là cái nỗi tiếc của em, giống như ngày xưa người ta bảo là cái nhà thơ nào đó viết là cái gì chưa xa em hôm nay mà đã nhớ em ngày mai á, thì cái cảm nghĩ của em bây giờ là chưa có xong hội ngộ mà mình đã thấy tiếc, tại vì mình thấy cái group của mình dễ thương quá, các anh chị cũng giống như là diều dắt tụi em, mấy chị rồi tụi em như Tùng, như Mơ nhỏ hơn thì lại cũng nghe theo tụi em, rồi thành ra thấy vui lắm. Một người có ý kiến đó, nhưng mà tôi nghĩ rằng một người có ý kiến ngược lại chị Tuyết Lan đó là trong chuyện mà đổ đầu tầm á. cái ông kêu gọi là cái người mà là chịu lãnh trách nhiệm á, và có lẽ là anh chịu cái búa nhiều nhất là anh Hùng. Dạ đúng rồi. Nhưng mà đó thực ra là coi như là cái ban tổ chức là cái sự hoạt động rất là thân thương, em phải nói là em rất là cảm mến và rất là cảm ơn cái sự làm việc rất là nhiệt tình của anh chị em. Có cái nào bị dũa không? Có cái nào anh không bị dũa không? Thì dũa cũng có. Nhiều lắm. Dũa trong nhiều đó. Lắm. Nhiều lắm. À. Cứ đánh lại xoa, đánh lại xoa, coi như là cứ như thế thôi. Tôi chả thấy ai xoa anh cả. Xoa. Có. Cũng có người xoa. Đã có mấy người đứng xoa này, đã phải có người đứng xoa. Anh Liên, em định đưa một vai em ra, em hứng giùm mà không ai chịu đánh vai em, đánh vai anh Hùng. Nhưng mà thực sự là mấy anh chị em làm việc rất là thân thương và rất là nhiệt tình. Ngoài ra những cái khả năng và làm bằng hai đôi vai đó, còn làm hết bằng cả một trái tim, em phải nói thật sự như vậy, cả là một trái tim, vì tất cả để cái gì cũng cho hội ngộ hết. Giờ giấc chính ra nhiều khi có nhiều cái bản tin mà đưa ra nửa khuya đó, mà để cho sáng ra anh chị em có thể đọc để có thể mà thảo luận đó, nhưng mà đã có người trả lời rồi, tức là đã có người thức tới giờ đó. Đây là chỉ việc làm Hoàng Mơ, làm cái như gắn cái nhà voi thôi đó, nhưng mà anh thấy những lúc như vậy em rất là cảm động, có sự làm việc như vậy đó là làm cảm Hoàng Mơ, Hoàng Mơ và Thanh Tùng đã nhiều giúp lắm, rất nhiều lắm, rất nhiều, giúp rất nhiều trong cái vấn đề đó. Nguyên là rất là nhiều. Thì nói chung là trong cái sự đóng góp và tất cả tài liệu và suốt trong thời gian bắt đầu cho đến bây giờ cũng như sẽ hoàn tất hội ngộ trong những ngày trước mặt đó, chị Hoàng Mơ là một người mà hoàn toàn là giữ tài liệu. Ok, biên bản cũng như là một người phối hợp để rồi mà tất cả cái đó là một trong những cái phải nói là đại gia đình Võ Tánh với lại trung học. Cảm ơn chị Hoàng Mơ. Cái đó là một trong những cái mà gọi là nhanh nhẹn chịu đựng cũng như là thế này.
Nghe nói đó, chính chị Hoàng Mơ cũng là vác búa đập ông này vài trận rồi. Có nhiều em phải đập nhiều trận. Đập mà thương thì thương. Nhưng mà thực sự như vậy, cái bữa này nha cha, lúc nào nó cũng sống. Nó sống rồi, nó cuồng nọ rồi xong rồi nó êm dịu lại như vậy nó mới vui. Nhưng mà cái này nếu trường hợp ở đây mà tổ chức lại một lần nữa, ví dụ 2-3 năm hay 4 năm nữa đi, thì bây giờ Hùng dám nhận chức gọi là trưởng ban tổ chức rồi. Nói thật đi. Nếu thực sự mà coi như là mấy anh chị em phải tin tưởng là coi như là em có đâu có làm đâu. Phần thực sự như vậy, coi như là toàn là mấy chị em là trong cái nội các này là lo hết. Như vậy anh Tân anh nói đúng, anh nói là Hùng đâu có làm gì. Em không làm gì hết. Em không làm gì hết. Đó. Em bị dối, nhưng mà không ai đứng đến cái vị trí này mà để được dỗ hết. Không ai đứng lên vị trí mà được bầu lên để mà bị dỗ hết. Nhưng mà cái điểm đó. Dạ thưa anh Liêm, cho em nói ngắt lời, anh Tân chị nói giỡn là làm chức hội trưởng như anh Hùng khó lắm, không phải ai đứng lên mà biết sai đâu, nếu mình biết sai giỏi thì mới làm hội trưởng được đó. Như vậy chứng tỏ là anh Hùng sai giỏi lắm. Cái điểm nữa đó, hôm nay tôi lặp lại được cái điểm nữa, cái quý đó, đến giờ này chúng ta đã trải qua 6 tháng, một số anh chị hôm nay không có tham dự được, lý do là bận. Tuy nhiên, tới ngày hội ngộ, tất cả chúng ta ở đây đã hoan hỉ chuẩn bị để đón tiếp tất cả đại gia đình Võ Tánh và Đỗ Trung Ngọc đến, cũng như các thân hữu. Và đó là một cái điều đặc biệt mà xin cảm ơn tất cả đại gia đình Võ Tánh cũng như Đỗ Trung Ngọc. Các anh chị đã chuẩn bị và bỏ công sức ra để làm chuyện này, trong đó nó nhiều vấn đề lắm. Ví dụ như hồi nãy anh Tốt nói về tài chính, anh Liên nói về có một cái cơ hội chúng ta được gặp nhau. Đây là cái điều mà gọi là mình lớn lên cả một cái nữa, rồi vấn đề văn nghệ, rồi trong cái vấn đề liên lạc và vấn đề đặc san, rồi vấn đề chịu trách nhiệm nữa. Thì bây giờ thế này, với tư cách là trưởng ban đó, anh Hùng có thể cho biết là cái tình hình chung của anh em trên toàn thế giới chuẩn bị để về vùng Hoa Thịnh Đốn trong ngày hội ngộ như thế nào đến giây phút này? Thì cho đến giây phút này thì tất cả các anh chị em đồng môn và thầy cô trên khắp nơi đó thì đang hướng tâm về hội ngộ và đang mong mỏi và cũng là háo hức để tham gia cái hội ngộ năm nay tổ chức tại vùng này. Theo cái, nhất là trên diễn đàn đó thì cái sự hoạt động trên diễn đàn đó coi như là cái con số nó tăng gần gấp đôi hơn năm vừa rồi. Tức là ban tổ chức rất là vui mừng khi mà cái diễn đàn nó sôi nổi như vậy. Tức là kể chuyện là rủ nhau đi cho vui, rồi người này không bao giờ đi hội ngộ mà năm nay thì thấy cái tổ chức ở hội ngộ ở Washington này thì có vẻ rất là hấp dẫn và rất là vui, và có nhiều tiết mục đặc biệt như Tuyết Lan vừa giới thiệu thì rất là nhiều người mà đang mong mỏi để tham dự cái buổi hội ngày hôm nay. Mà còn là tinh thần của quý thầy cô, tinh thần quý thầy cô coi như cũng rất là phấn khởi, cũng muốn tham gia, nó trừ khi có nhiều thầy cô mà có sức khỏe và coi như là lực bất tòng tâm thì không thể đi được thôi. Nhưng mà coi như còn những thầy cô mà đã đi được là đều có tham gia và mua vé để đi và đã được mời đi. Trong số thầy cô được mời thì cũng phải trên 30 thầy cô rồi. Có một cái câu hỏi như thế này, cá nhân chúng tôi có thể là có những cái mà đôi khi không có cái cơ duyên. Yeah. Tại sao Võ Tánh với Đỗ Trung Ngọc á, là có một số các anh chị đã định cư đây một thời gian thật là lâu rồi mà không thấy ai để sướng cả cho đến năm nay? Như em vừa nói là lúc đầu là cái số mà cựu học sinh của hai trường ở vùng này nó cũng khiêm nhiều, nó không như mấy cái không đông lắm. Anh đừng có thể là em không rất là đông, rất là đông. Nhưng mà vẫn so hơn, em thấy so hơn, vẫn là cái con số ít hơn với năm mấy ở vùng tiểu bang khác. Nhưng mà thực sự đó cũng là cái duyên thôi, em thực sự em không biết. Coi như cho đến khi họp, cái buổi họp đầu tiên tại nhà anh bé, anh Ninh, em cũng không biết nữa. Rồi cái buổi họp đầu tiên rất là khiêm nhường, có leo que vài mạng, có thể lúc phỏng vấn đầu tiên anh thấy rồi, 5-6 người rồi. Mà ai cũng thấy, bảo xong mà thấy buồn quá, không biết có gánh nổi hay không. Đó, thực sự là như vậy. Rồi sau đó rồi cũng nhờ mấy anh chị em, rồi động viên, rồi liên lạc với nhau. Thì cho đến bây giờ là coi như là đã được. Dạ thưa, theo ý em xin phép em nói được cái ý em là em nghĩ là ngày hội ngộ, năm nay hội ngộ được tổ chức ở đây, tất cả được thành công là nhờ sự khuyến khích của những vị đã đi trước, của những cái ban hội ngộ đi trước, những vị niên trưởng, và đặc biệt là sự đứng lên của những vị niên trưởng rất có nhiệt tình của năm nay, trong đó có anh Ni, anh Nguyên, anh Bé, anh Tân và anh Vinh.
Nếu em nghĩ là nếu không có những vị niên trưởng và những sự khuyến khích của những vị niên trưởng khác, của thầy cô và những cái ban tổ chức hội ngộ, thì chắc là không có ngày hôm nay, cũng như là không can đảm để đứng lên làm năm nay. Theo ý của em thì như vậy. Dạ. Bây giờ thế này, chị Mơ, Hoàng Mơ là người làm biên bản tổng quát cái tình hình sau 6 tháng hoạt động đến giờ này, qua cái quan niệm của chị. Tổng quát tình hình thì em thấy là rất là thành công, bởi vì cái hội ngộ năm nay đó, các anh chị em ngoài tình làm việc ra là có tình anh chị em, và trên thuận dưới thì hòa. Dĩ nhiên thì có những cái khúc mắc nhỏ nhỏ, nhưng mà vì tình thương yêu với nhau, thật ra làm việc rất thành công. Cũng như là sự hướng dẫn rất là hay của các vị niên trưởng cũng giống như ban tổ chức, đặc biệt là anh Hùng. Dù gì anh là trưởng ban tổ chức, có bị anh chị em dũa hay cái gì, anh cũng rất là đi đứng ra. Ở tại vùng hoa tình đối, chúng ta đã biết nhiều trường đứng ra, ví dụ với chị trưởng Trung Vương, cùng trường trưởng Trung Vương, quý chị trưởng Gia Đông, quý chị, quý anh ở trường Chu Văn An, quý anh ở Petuski, rồi có một số các quý vị đó, các trường khác nữa. Tuy nhiên, đối với cái địa danh Nha Trang là một cái địa danh, một thành phố nhỏ, nhưng mà được cái là một địa danh rất là đẹp, thắng cảnh của Việt Nam. Các anh chị đã đứng ra, và cũng đây là một cái cơ hội mà toàn thể đại gia đình Võ Tánh và Nút Trung Học được biết nhau và được chia sẻ với nhau để gợi lại cái tình đồng môn. Trong đó các anh chị được gói ghém đặc biệt qua cái đặc sản đã được chuẩn bị, cũng như là chuẩn bị chúng ta được gặp nhau trong ngày hội ngộ với tất cả các anh chị trên toàn thế giới về. Chúng tôi, Truyền hình Việt Nam Vùng Hoa Tỉnh Đốn, chương trình phỏng vấn và tìm hiểu cũng là một đồng môn. Chúng tôi xin được cảm ơn quý anh chị ở bên Nước Trung Học, quý anh chị Võ Tánh, của Niên Thiếu, chúng tôi đã có cơ hội được ghé Nha Trang và được xuất thân từ trường Trung Học Võ Tánh. Đó là một niềm, và nhìn thấy cái khung cảnh của các anh chị cho đến bây giờ, kể cả tinh thần, quý anh chị đã chuẩn bị tất cả đồng phục, và tất cả các anh cũng vậy đã chuẩn bị chương trình. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý anh chị, và cảm ơn anh trưởng ban tổ chức là anh Trần Mạnh Hùng đã đứng ra nhận lãnh một cái búa khá nặng, và cuối cùng may mắn là đã đạt được đến như hôm nay. Tháng tám hoa đô, trời mưa hay nắng, Võ Tánh Nha Trang tìm đến bên nhau. Tháng tám hoa đô, trời lưu hay tỏ, đời người về từ khắp nơi phương xa. Hương trắng ca ni đồng môn khắp chốn.